Bibi, vô phòng của tôi. Dạ. Dạ, sao không vô? À, em lấy cây bút gì rồi vô? Thôi khỏi đi, trong phòng tôi có nhiều lắm. À, sổ tay, em phải lấy sổ tay đó. Trong phòng tôi cái gì cũng có. Vào phòng rồi nói. À, đau bụng quá, em có thể đi vệ sinh trước được không? Bibi à, lúc cô chia tay với Tony không có chỗ ở, ai đã cho cô ở nhờ? Còn nữa nha, lúc cô khóc sướt bớt, ai đưa khăn giấy cho cô lau nước mũi hả? Hả? Bibi, có biết đây là chữ gì hay không? Chị Kết à, em bị cận nhìn không rõ. Có biết đây là chữ gì hay không? Xin lỗi. Nếu biết rồi thì tốt,